Tin mừng theo Thánh Mắc Cô, chương 1 Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con Người sẽ dọn đường cho con Có tiếng người hô trong hoang địa Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa Sửa lối cho thẳng để người đi Đúng theo lời đó Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng hối cải để được ơn tha tội mọi người từ khắp miền judea và thành jerusalem kéo đến với ông họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông jordan ông Gioan jo mặc áo lông lạc đà thắt lưng bằng dây da ăn châu chấu và mật ong rừng ông rao giảng rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Ga-li-lê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Jordan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình, lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về cô." Thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp đức giê đến miền galilee rao giảng tin mừng của thiên chúa người nói thời kỳ đã mãn và triều đại thiên chúa đã đến gần anh em hãy hối cãi và tin vào tin mừng người đang đi dọc theo biển hồ galilee thì thấy ông simon với người anh là ông andré đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá người bảo họ các anh hãy theo tôi tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Jacob, con ông ZBD và người em là ông Joan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người lên gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông ZBD ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đức giê và các môn đệ đi vào thành ca phác na -um. Ngay ngày sa bát người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng, Ông giê -xu là rết, chuyện chúng tôi càng gì đến ông? mà ông đến tiêu diệt chúng tôi. Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đứng thần của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó. Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tung lệnh lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi khắp cả vùng lân cận miền galilee vừa ra khỏi hội đường ca phác naum đức giê đi đến nhà hai ông simon và andré có ông jacobê và ông Gioan cùng đi theo lúc đó bà mẹ vợ ông simon đang lên cơn sốt nằm trên giường lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức giê -xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai sáng sớm lúc trời còn tối mịt người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó ông simon và các bạn kéo nhau đi tìm khi gặp người các ông thưa mọi người đang tìm thầy đấy người bảo các ông chúng ta hãy đi nơi khác đến các làng xã chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa vì thầy ra đi cốt để làm việc đó rồi người đi khắp miền galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Có người mắc bệnh phong đến gặp người. Anh ta quỳ xuống van xin rằng, Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo, Tôi muốn ăn sạch đi. Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh coi chừng đừng nói gì dai cả nhưng hãy đi trình diện tư tế và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông mô sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết nhưng vừa ra khỏi đó anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Tin mừng theo Thánh Cô chương 2. Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca Phác Na Um. Hai tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bây giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi làm thành một lỗ hổng rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống thấy họ có lòng tin như vậy đức giê xu bảo người bại liệt này con con đã được tha tội rồi nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó họ nghĩ thầm trong bụng rằng sao ông này lại dám nói như vậy Ông ta nói phạm thượng Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa Tâm trí Đức giê -xu thấu biết ngay Họ đang thầm nghĩ như thế Người mới bảo họ Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy Trong hai điều Một là bảo người bại liệt Con đã được tha tội rồi Hai là bảo Đứng dậy giác đáy chổng của con mà đi Điều nào dễ hơn Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội đức giêsu bảo người bại liệt ta truyền cho con hãy đứng dậy vác lấy chồng của con mà đi về nhà người bại liệt đứng dậy và lập tức vác trọng đi ra trước mặt mọi người khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh thiên chúa họ bảo nhau chúng ta chưa thấy vậy bao giờ đức giêsu lại đi ra bờ biển hồ toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê Vi là con ông An Phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi nghe thấy thế đức giêsu nói với họ người khỏe mạnh không cần thầy thuốc người đau ốm mới cần tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi Bây giờ các môn đệ ông Gioan và các người pha ri đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người pha ri ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, Bây giờ họ mới ăn chay trong ngày đó Chẳng ai lấy vải mới mà giá áo cũ Vì như vậy miếng giá mới đã giá vào sẽ kéo vải cũ Khiến chỗ rách lại càng rách thêm Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu cha cũ Vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư Nhưng rượu mới bầu cũng phải mới vào ngày sa bát Đức giê -xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người pha liền nói với Đức giê -xu, Ông coi, ngày xa bác mà họ làm gì kia, điều ấy đâu được phép. Người đáp, Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đối bụng? Dưới thời Thượng tế Abiathar, Ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Tin mừng theo Thánh Mắc cô chương 3. Đức Giêsu lại vào hội đường ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sa bát không? Để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay. Anh trỗi dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ. Ngày sa bát được phép làm điều lành hay điều dữ. Cứu mạng người hay giết đi. Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rào mắt nhìn họ. Buồn khổ vì lòng họ chai đá người bảo anh bại tay anh giơ tay ra người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường ra khỏi đó nhóm pharisee lập tức bàn tính với phe Herode để tìm cách giết đức giê xu đức giê xu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ từ miền galilee người ta lũ lượt đi theo người và từ miền Jude, từ jerusalem từ xứ idume từ vùng bên kia sông jordan và vùng phụ cận hai thành tia và sidon người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn quả thế người đã chữa lành nhiều bệnh nhân khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người còn các thần ô uế, hệ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người và kêu lên: "Ông là con Thiên Chúa!" Nhưng người cấm hẳn chúng không được tiết lộ người là ai. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Jacobê con ông ZBD và ông Gioan em ông Jacobê. Người đặt tên cho hai ông là Boanegê, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobê con ông Anphê. Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Ben ám và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ người liền gọi họ đến dùng dụ ngôn mà nói với họ sa tan làm sao trừ sa tan được nước nào tự chia rẽ nước ấy không thể bền nhà nào tự chia rẽ nhà ấy không thể vững vậy sa tan mà chống sa tan sa tan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại nhưng đã tận số không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được nếu không trói người mạnh ấy trước đã rồi mới cướp sạch nhà nó tôi bảo thật anh em mọi tội của con cái loài người kể cả tội nói phạm thượng và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha mà còn mắc tội muôn đời đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng, Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại, Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rào mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, Đây là mẹ tôi. Đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Tin mừng theo Thánh Mắc Cô, chương 4 Đức giê -xu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh người. Nên người phải xuống thuyền ở dưới biển mà ngồi Còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: Các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả. Hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm. Rồi người nói, ai có tai nghe thì nghe. Khi còn một mình Đức Giê-xu, những người thân cận cùng với nhóm mười hai mới hỏi người về các dụ ngôn người nói với các ông phần anh em màu nhiệm nước thiên chúa đã được ban cho anh em còn với những người kia là những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy có lắng tay nghe cũng không hiểu kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ người còn nói với các ông anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì sa tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ dấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt. Đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả. Kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm người nói với các ông chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường nào chẳng phải là để đặt trên đế sao vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng ai có tai nghe thì nghe người nói với các ông hãy để ý tới điều anh em nghe anh em đông đấu nào thì thiên chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa vì ai đã có thì được cho thêm còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất người nói chuyện nước thiên chúa thì cũng tựa như chuyện một người vải hạt giống xuống đất đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào thì người ấy không biết đất tự động sinh ra hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng triểu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, Chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy vụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ cành lá xung xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ tùy theo mức họ có thể nghe người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết hôm ấy khi chiều đến đức giê xu nói với các môn đệ chúng ta sang bờ bên kia đi bỏ đám đông ở lại các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền có những thuyền khác cùng theo người và một trận cuồng phong nổi lên sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước trong khi đó đức giê xu đang ở đàng lái dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ các môn đệ đánh thức người dậy và nói Thầy ơi Chúng ta chết đến nơi rồi Thầy chẳng lời gì sao Người thức dậy Ngâm đe gió Và truyền cho biển Im đi Cầm đi Gió liền tắt Và biển lặng như tờ Rồi người bảo các ông Sao nhát thế Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin Các ông hoảng sợ và nói với nhau Mấy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tưng lệnh. Tin mừng theo Thánh Marco chương 5 Đức giê -xu và các môn đệ sang tới bờ biên kia biển hồ, vùng đất của dân ghê ra xa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích. Nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con tiên chúa tối cao, Chuyện tôi cần gì đến nóng, Nhân danh tiên chúa, tôi gian nông, đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô quế kia, xuất khỏi người này người hỏi nó tên ngươi là gì nó thưa tên tôi là đạo binh vì chúng tôi đông lắm nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi đám thần ô uế nài xin người rằng xin sai chúng tôi đến nhập vào những người cho phép chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo cả bầy heo chừng hai ngàn con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó các kẻ chăn heo bỏ chạy loan tin trong thành và thôn xóm thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra họ đến cùng đức giê xu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào họ phát sợ những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo bấy giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với người nhưng người không cho phép người bảo anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đức Giêsu -xu xuống thuyền lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia Ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin. Cụ bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống. Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị rong huyết đã 12 năm. Bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ. Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh ngay lúc đó đức giê xu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi ai đã sờ vào áo tôi các môn đệ thưa thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi đức giê xu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta, Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức giê -xu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo, Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức giê -xu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường ông đừng sợ chỉ cần tin thôi rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông -rô, ông Jacobe và em ông này là ông Joan các ngài đến nhà ông trưởng hội đường Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ người bước vào nhà và bảo họ Sao lại náo động và khóc lóc như vậy đứa bé có chết đâu nó ngủ đấy họ chế nhạo người nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói, Ta li thật cực. Nghĩa là, này bé thầy truyền cho con trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc, sững sờ. Được Giê-xu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Tin mừng theo Thánh Marco chương 6 Đức giê -xu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người. Có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa bát người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacob, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối sớm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, nguồn sứ có bị rẽ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng. Được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn hối cải các ông trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Vua Herod nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan tẩy giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một nguồn sứ như một trong các nguồn sư. Vua Herodê nghe thế, liền nói, Ông Gioan, ta đã cho chém đầu. Chính ông đã trỗi dậy. Ừ. Số là vua Herodê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herodê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herodê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, Con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Joan Tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Joan Tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vừa sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Joan tới. "Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục." Bưng đầu ông trên một cái mâm, trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng, mà nghỉ ngơi đôi chút quả thế kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng thấy các ngài ra đi nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài ra khỏi thuyền đức giê thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều vì bấy giờ đã khá muộn các môn đệ đến gần người và thưa ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn xin thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn người đáp thì chính anh em hãy cho họ ăn đi các ông nói với người chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao người bảo các ông anh em có mấy chiếc bánh đi coi xem khi biết rồi các ông thưa có năm chiếc bánh và hai con cá người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh họ ngồi xuống thành từng đám chỗ thì một trăm chỗ thì năm mươi người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành bếp đa trước trong lúc người giải tán đám đông sau khi từ biệt các ông người lên núi cầu nguyện chiều đến chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ chỉ còn một mình người ở trên đất người thấy các ông phải vất vả trèo trống vì gió ngược nên vào khoảng canh tư đêm ấy người đi trên mặt biển mà đến với các ông và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội khi qua biển rồi. Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gennesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào. Người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ. Và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Tin mừng theo Thánh Mắc Cô chương 7 có những người Pharisee và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisee cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về. Cũng phải rầy nước đã rồi mới ăn họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát bình lọ và các đồ đồng vậy người pharisêu và kinh sư hỏi đức giê-su sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân có để tay ô uế mà dùng bữa người trả lời họ ngôn sứ isa thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răng của thiên chúa mà duy trì truyền thống của người phạm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răng của thiên chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Moses đã dạy rằng. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là co ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà quỷ bỏ lời Thiên Chúa các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe." Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy người nói với các ông cả anh em nữa anh em cũng ngu tố như thế sao anh em không hiểu sao bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch người nói cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ bán, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đức giê -xu đứng dậy, rời nơi đó đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phoenicia thuộc xứ Syria. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp. Thương ngài, đúng thế. Nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất. Đức giê -xu lại bỏ vùng tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galile, vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức giê -xu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức giê -xu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Tin mừng theo Thánh Mắc Cô, chương 8 Trong những ngày ấy lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn. Nên Đức giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chẳng lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường trong số đó lại có những người ở xa đến các môn đệ thưa người ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho họ ăn no người hỏi các ông anh em có mấy chiếc bánh các ông đáp thưa có bảy chiếc người truyền cho họ ngồi xuống đất rồi người cầm lấy bảy chiếc bánh dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy như màu bánh còn thừa, bảy giỏ. Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ, lập tức Đức giê -xu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền đan ma -nu -tha. Những người pha ri kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức giê -xu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói, Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ biên kia. Các ngôn đệ quên đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông, Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men pha và men hê Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông, Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao Lòng anh em ngu muội thế Anh em có mắt mà không thấy Có tai mà không nghe ư Anh em không nhớ sao Khi thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn Anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh Các ông đáp Thưa được mười hai Và khi thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn Anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẫu bánh Các ông nói Thưa, ừ, được bảy. Người bảo các ông, Anh em chưa hiểu ư? Đức giê -xu và các môn đệ đến bết sai -đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức giê -xu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi, Anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa. Tôi thấy người ta trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh. Anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn. Anh đừng có vào làng. Đức giêsu và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe dọc đường người hỏi các môn đệ người ta nói thầy là ai các ông đáp họ bảo thầy là ông doan tẩy giả có kẻ thì bảo là ông elia kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó người lại hỏi các ông còn anh em anh em bảo thầy là ai ông phêrô trả lời thầy là đấng kitô đức giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại người nói rõ điều đó không úp mở ông phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người nhưng khi đức giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ người trách ông phêrô sa tan lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của thiên chúa mà là của loài người rồi đức giê xu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại người nói với họ rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình giác thập giá mình mà theo quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì quả thật người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của cha người Tin mừng theo Thánh Cô chương 9. Đức Giêsu còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực." Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môse hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phi-rô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Moshe và một cho ông Elia. Thật ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông và từ đám mây có tiếng phán rằng Đây là con ta yêu dấu. Hãy dân nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa. Chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống Đức giê -xu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức giê -xu, Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông. Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu Lập tức tất cả đám đông kinh ngạc Họ chạy lại chào người Người hỏi các môn đệ Anh em tranh luận gì với họ thế Một người trong đám đông trả lời Thưa thầy Tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy Cháu bị quỷ cầm am Bất cứ ở đâu Hãy quỷ nhập vào là giật cháu xuống Cháu sùi bột mép Nghiến răng Cưng đờ người ra tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó nhưng các ông không làm nổi người đáp ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa đem nó lại đây cho tôi người ta đem nó lại cho người vừa thấy người quỷ liền lay nó thật mạnh nó ngã xuống đất lăn lộn xui cả bọt mép người hỏi cha nó cháu bị như thế từ bao lâu rồi ông ấy đáp thưa từ thuở bé nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết nhưng nếu thầy có thể làm được gì thì xin chạnh lòng thương mà cố giúp chúng tôi đức giê xu nói với ông ta sao lại nói nếu thầy có thể mọi sự đều có thể đối với người tin lập tức Cha đứa bé kêu lên Tôi tin Nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi Khi thấy đám đông tuôn đến Đức giê -xu quát mắng tên quỷ Thần cầm điếc kia ta truyền cho ngươi Ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa Quỷ thét lên lay nó thật mạnh Rồi ra khỏi Đứa bé ra như chết Khiến cho nhiều người nói Nó chết rồi Nhưng Đức Giê-xu cầm lấy tay nó đỡ nó dậy và nó đứng lên khi người vào nhà các môn đệ mới hỏi riêng người tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy người đáp giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi đức giê xu và các môn đệ ra khỏi đó đi băng qua miền galilee nhưng đức giê xu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người. Và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó. Và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức giê -xu và các môn đệ đến thành Ca Phác Na Um. Khi về tới nhà, Đức giê -xu hỏi các ông, Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? các ông làm thinh vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả rồi đức giê xu ngồi xuống gọi nhóm mười hai lại mà nói ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người kế đó người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Ông Gioan nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải xa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tai anh làm cớ cho anh xa ngã, thì chặt nó đi. Thà cục một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh xa ngã, thì chặt nó đi. Thà cục một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào quả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh xa ngã, thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào quả ngục nơi dòi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt. quả thật ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. muối là cái gì tốt nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại. anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Tin mừng theo Thánh Mắc-cô chương 10. Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Jude và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người pha ri đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp, Thế ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời, Ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị mà rảy vợ. Đức Giê-xu nói với họ, Chính vì các ông lòng chai dạ đá, Nên ông Mô-xê mới viết điều trăng đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói, Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đức giê -xu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi, Thưa Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm giá nghiệp? Đức giê -xu đáp, Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răng, chớ giết người, chớ ngoại tình chớ trộm cắp chớ làm chứng gian chớ làm hại ai hãy thờ cha kính mẹ anh ta nói thưa thầy tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ đức giê xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến người bảo anh ta anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo anh sẽ được một kho tàng trên trời rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu xu rào mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ, Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp, Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước thiên chúa. Các ông lại càng sừng sốt hơn nữa và nói với nhau. Thế thì ai có thể được cứu? Đức giê -xu nhìn thẳng vào các ông và nói. Đối với loài người thì không thể được. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ông phê -rô lên tiếng thưa người. Thầy coi phần chúng con. Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức giê đáp, Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy, và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu đức giê xu và các môn đệ đang trên đường lên jerusalem người dẫn đầu các ông các ông kinh hoàng còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi người lại kéo riêng nhóm mười hai ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình này chúng ta lên jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo bán người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con nông dê bê đê là Jacobê và Gioan đến gần Đức giê và nói Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang." Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu bảo: chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Jacob và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Ba-timê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng Lại còn vua David Xin rủ lòng thương tôi Đức giê -xu đứng lại và nói Gọi anh ta lại đây Người ta gọi anh mù và bảo Cứ yên tâm Đứng dậy Người gọi anh ấy Anh mù liền vất áo choàng lại Đứng phát dậy Mà đến gần Đức giê -xu. Người hỏi Anh muốn tôi làm gì cho anh anh mù đáp Thưa thầy Xin cho tôi nhìn thấy được Người nói Anh hãy đi Lòng tin của anh đã cứu anh Tức khắc Anh ta nhìn thấy được Và đi theo người Trên con đường người đi Tin mừng theo Thánh Mắc Cô Chương 11 Khi Đức giê -xu và các môn đệ Đến gần thành Jerusalem, gần làng Bết-pha-ghê, và betania bên truyền núi ô lưu người sai hai môn đệ và bảo các anh đi vào làng trước mặt kia tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó các anh cởi dây ra và đem nó về đây nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy thì cứ nói là chúa cần đến nó và người sẽ gửi lại đây ngay các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay mặt đường các ông liền cởi dây lừa ra mấy người đứng đó nói với các ông các anh cởi con lừa ra làm gì vậy hai ông trả lời như đức giê xu đã dặn và họ để mặc các ông hai ông đem con lừa về cho đức giê xu lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó và đức giê xu cởi lên nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy quan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh đức chúa chúc tụng triều đại đang tới triều đại vua david tổ phụ chúng ta quan hô trên các tầng trời đức giê xu vào jerusalem và đi vào đền thờ người rảo mắt nhìn xem mọi sự và vì giờ đã muộn người đi ra Betania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau khi thầy trò rời khỏi Betania thì Đức Giêsu cảm thấy đói trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá người đến xem có tìm được trái nào không nhưng khi lại gần người không tìm được gì cả chỉ thấy lá thôi vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa Các môn đệ đã nghe người nói thế Thầy trò đến Jerusalem Đức Giê-xu vào đền thờ Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ Lật bàn của những người đổi bạc Và xô ghế của những kẻ bán bầu câu Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ người giảng dạy và nói với họ nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết đức giêsu quả thế họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người chiều đến đức giêsu và các môn đệ ra khỏi thành sáng sớm khi đi ngang cây vả các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ ông phêrô sực nhớ lại liền thưa đức giê xu kìa thầy xem cây vả thầy rủa đã chết khô rồi đức giê xu nói với các ông anh em hãy tin vào thiên chúa thầy bảo thật anh em nếu có ai nói với núi này dời chỗ đi nhào xuống biển mà trong lòng chẳng nghi nan nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ thì cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi các ông trả lời đi rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy vậy phép rửa của ông joan là do trời hay do người ta các ông trả lời cho tôi đi họ bàn với nhau nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại thế sao các ông lại không tin ông ấy nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy. Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Tin mừng theo Thánh Marco chương 12. Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Có người kia trồng được một vườn nho Ông rào dậu chung quanh, đào bồn đập nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điện canh tác, rồi chảy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điện để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói: "Chúng sẽ nể con ta." Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta." Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điện, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng gốc tượng. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức giê -xu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy Thế là họ để người lại đó mà đi. Họ cử mấy người pha và mấy người thuộc phe hê đến cùng người, để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng dị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa Vậy có được phép nộp thuê cho xe ra hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Nhưng Đức giê -xu biết họ giả hình, nên người nói, Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người, người hỏi, Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, Của xe ra. Đức giê -xu bảo họ, của Sê-gia trả về Sê-gia. Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Có những người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giê-xu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người. Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nói dòng cho anh hay em mình vậy có bảy anh em trai người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nói dòng người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nói dòng người thứ ba cũng vậy cả bảy người đều không để lại một đứa con nói dòng sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ. Đức giê nói, Chẳng phải gì không biết kinh thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa-đốc tranh luận với nhau thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: 'Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.'" Điều răng thứ hai là Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răng nào khác lớn hơn các điều răng đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy hay lắm. Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất. Ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tri khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức giê -xu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo, Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức giê -xu lên tiếng hỏi, Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David, được Thánh Thần soi sáng, đã nói, Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, Bên hữu cha đây, con lên ngự trị để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân con chính vua david gọi đấng kitô là chúa thượng thì đấng kitô lại là con vua ấy thế nào được đám người đông đảo nghe đức giê xu cách thích thú trong lúc giảng dạy đức giê xu nói rằng anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường thích chỗ nhất trong đám tiệc họ nuốt hết tài sản của các bà quá lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu chờ những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn đức giê xu ngồi đối diện với thùng tiền dân cúng cho đền thờ người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm trị giá một phần tư đồng su Giê xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Tin mừng theo Thánh Cô, chương 13. Đang khi Đức Giêsu ra khỏi đền thờ, thì một trong các môn đệ nói với người: Thưa thầy, thầy xem, đã lớn thật, công trình kiến trúc vĩ đại thật. Đức Giêsu đáp: Anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư? Tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào tất cả đều sẽ bị phá đổ lúc đức giê xu ngồi trên núi ô lưu đối diện với đền thờ các ông phê rô jacobê joan và andré hỏi riêng người xin thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra và khi tất cả sắp đến hồi chung cục thì có điều gì báo trước đức giê xu bắt đầu nói với các ông anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây và họ sẽ lừa gạt được nhiều người khi anh em nghe có giặc giả và tin đồn giặc giả thì đừng khiếp sợ những việc đó phải xảy ra nhưng chưa phải là chung cục quả thế dân này sẽ nổi dậy chống dân kia nước này chống nước nọ sẽ có động đất ở nhiều nơi sẽ có những cơn đối kém những sự việc ấy là khởi đầu các cơn đau đớn phần anh em anh em hãy coi chừng người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng và các hội đường anh em sẽ bị đánh đòn anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ được biết nhưng trước tiên tin mừng phải được rao giảng cho mọi dân tộc khi người ta điệu anh em đi nộp thì anh em đừng lo trước phải nói gì nhưng trong giờ đó thiên chúa cho anh em biết điều gì thì hãy nói điều ấy thật vậy không phải chính anh em nói mà là thánh thần nói anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết cha sẽ nộp con con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét nhưng kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu thoát khi anh em thấy đồ ghê tởm khóc hại đứng ở nơi nó không được phép đứng người đọc hãy lo mà hiểu. Thì bây giờ ai ở miền Du Đê, hãy trốn lên núi. Ai ở trên sân thượng, thì đừng xuống và đừng vào lấy gì ra khỏi nhà. Ai ở ngoài đồng đừng trở lại lấy áo choàng của mình. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Anh em hãy cầu xin cho điều ấy đừng xảy ra vào mùa đông. Vì những ngày đó sẽ là những ngày gian nan đến mức từ lúc khởi đầu khi Thiên Chúa tạo thành dạng vật cho đến bây giờ, chưa khi nào xảy ra và sẽ không còn xảy ra như vậy nữa. Nếu Chúa không rút ngắn những ngày ấy lại, thì không ai được cứu thoát. Nhưng vì những kẻ người đã tuyển chọn, người đã rút ngắn những ngày ấy lại. Bây giờ, nếu có ai bảo anh em, này đứng kitô tô ở đây, kìa đứng kitô tô ở đó, anh em đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những kitô tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện làm những dấu lạ và những việc phi thường để lừa gạt những người đã được tuyển chọn nếu có thể. Phần anh em hãy coi chừng, thầy đã báo trước tất cả cho anh em. Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lây chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, người sẽ sai các thiên sứ đi và người sẽ tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là con người đã đến gần ở ngay ngoài cửa rồi thầy bảo thật anh em thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra trời đất sẽ qua đi nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không chỉ có chúa cha biết mà thôi anh em phải coi chừng phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến cũng như người kia trẩy phương xa để nhà lại trao quyền cho các đầy tớ của mình chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức vậy anh em phải canh thức vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến lúc chập tối hay nửa đêm lúc gà gáy hay tảng sáng anh em phải canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần bắt gặp anh em đang ngủ Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Tin mừng theo Thánh Cô chương 14 Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư bàn mưu tính kế bắt Đức giê -xu để giết người. Vì họ nói, Đừng làm vào chính ngày lễ, kéo dân chúng náo động lúc đó đức giêsu đang ở làng betania tại nhà ông simon người từng mắc bệnh phong giữa lúc người dùng bữa có một người phụ nữ đến mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền cô đập ra đổ dầu thơm trên đầu người có vài người lên làm bực tức nói với nhau phí dầu thơm như thế để làm gì dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo. rồi họ gắt gỏng với cô, nhưng Đức Giê-su bảo họ cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. điều gì làm được thì cô đã làm, cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô. Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiện ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà. Thầy nhắn, thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta hai môn đệ ra đi vào đến thành các ông thấy mọi sự y như người đã nói và các ông dọn tiệc vượt qua chiều đến đức giê xu và nhóm mười hai cùng tới đang khi dùng bữa người nói thầy bảo thật anh em có người trong anh em sẽ nộp thầy mà lại là người đang cùng ăn với thầy các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người chẳng lẽ con sao người đáp chính là một trong nhóm mười hai đây mà là người chấm chung một đĩa với thầy đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn cũng đang bữa ăn. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người." Thầy bảo thật anh em chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước thiên chúa hát thánh vịnh xong đức giê xu và các môn đệ ra núi ô lưu đức giê xu nói với các ông tất cả anh em sẽ dấp ngã vì kinh thánh đã chép ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tan tác nhưng sau khi trỗi dậy thầy sẽ đến galilee trước anh em Ông Phêrô liền thưa, Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không. Đức giê -xu nói với ông, Thầy bảo thật anh, hôm nay, nội đêm nay gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn, Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các ông, Anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Jacobê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến. Người nói với các ông, Tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy nếu có thể được. Người nói: "Apa, à, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn." Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phaero "Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao?" anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối người lại đi cầu nguyện kêu xin như lần trước rồi người trở lại thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu các ông chẳng biết trả lời làm sao với người lần thứ ba người trở lại và bảo các ông lúc này mà còn ngủ còn nghĩ sao thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này, con người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp thầy đã tới. Ngay lúc đó khi người còn đang nói, thì Judah, một người trong nhóm 12, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giêsu đã cho họ một ám hiệu hắn dặn rằng tôi hôn ai thì chính là người đó các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận vừa tới Judas tiến lại gần người và nói thưa thầy rồi hôn người họ liền tra tay bắt người nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra chém phải tên đầy tớ của thượng tế làm nó đứt tay đức giêsu nói với họ Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gọc đến bắt Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông Vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo người Mình khoác vòn vẹn một tấm vải gai Họ túm lấy anh Anh liền chút tấm vải lại Bỏ chạy trần chuồng họ điệu Đức Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế kỳ mục và kinh sư tề tựu đông đủ. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bấy giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng, Chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng và nổi ba ngày. Tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bây giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu: Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người: Ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đức Giêsu trả lời: Phải, chính thế rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói chúng ta cần gì nhân chứng nữa quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến thiên chúa quý vị nghĩ sao tất cả đều kết án người đáng chết thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người bịt mặt người lại vừa đánh đấm người vừa nói hãy nói tiên tri đi và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth, ông Giêsu đó chứ gì?" Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì." Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó. Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy. Nhưng ông Ferro lại chối. Một lát sau những người đứng đó lại nói với ông: đúng là bác thuộc bọn chúng, thì bác cũng là người Galilei. Nhưng ông Ferro liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: tôi thề là không có biết người các ông nói đó. Ngay lúc đó gà gáy lần thứ hai. Ông phê -rô sực nhớ điều Đức Giê-xu đã nói với mình. Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối thầy đến ba lần. Thế là ông oà lên khóc. Tin mừng theo Thánh Mắc Cô, chương 15 Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giê-xu lại và giải đi nộp cho ông philato Ông Phila-tô hỏi người, Ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời, Đúng như Ngài nói đó. Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, Nên ông Philato lại hỏi người, Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội. Nhưng Đức giê không trả lời gì nữa, Khiến ông Phila-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin khi ấy có một người tên là baraba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ đáp lời họ yêu cầu ông philato hỏi các ông có muốn ta phóng thích vua dân do thái cho các ông không bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philato phóng thích tên Baraba thì hơn. Ông Philato lại hỏi: Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân do thái? Họ la lên: Đóng đinh nó vào thập giá! Ông Philato lại hỏi: Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to: nó vào thập nha vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phila-tô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giêsu rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điệu Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người. Rồi chúng bái chào người đức vua dân do thái chúng lấy cây sậy đập lên đầu người khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lệnh chế rượu chán chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó tên là Simon gốc Kirine ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức giê -xu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra, bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba bản án xử tội người viết rằng vua người do thái bên cạnh người chúng còn đóng đinh hai tên cướp một đứa bên phải một đứa bên trái thế là ứng nghiệm lời kinh thánh người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp kẻ qua người lại đều nhục mạng người vừa lắc đầu vừa nói ê mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi <laughs> các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy họ nói với nhau hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nội mình <laughs> ông Kitô vua Israel cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi để chúng ta thấy và tin cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cục nhục mạng người vào giờ thứ sáu bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín vào giờ thứ chín đức giê xu kêu lớn tiếng ê lui ê lui -sapa -tami. nghĩa là lệnh thiên chúa thiên chúa của con sao ngài bỏ rơi con nghe vậy một vài người đứng đó liền nói kìa yeah, hắn kêu cứu ông elia rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm cắm vào một cây sậy đưa lên cho người uống mà nói để xem ông elia có đến đem hắn xuống không đức giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là con Thiên Chúa." Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn. Trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacob thứ và Joseph cùng bà Salome các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilee, lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông giô tới. Ông là người thành ri ma thê thành viên có thế giá của hội đồng và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của thiên chúa ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn philato để xin thi hài đức giê xu nghe nói người đã chết ông philato lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc tổng trấn đã cho ông joseph lãnh lấy thi hài ông này mua một tấm vải gai hạ xác Đức Giêsu -xu xuống, lấy tấm vải ấy liệm người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Joseph thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng người. Tin mừng theo Thánh Cô chương 16. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Jacobê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi. Mà tảng đá ấy lớn lắm vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức giê xu Nazareth đấng bị đóng đinh chứ gì? Người đã trỗi dậy rồi không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây nè. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng. Người sẽ đến Galilee trước các ông Ở đó các ông sẽ được thấy người Như người đã nói với các ông Vừa ra khỏi mộ Các bà liền chạy trốn Run lầy bẩy hết hồn hết vía Các bà chẳng nói gì với ai Vì sợ hãi Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng Ngày thứ nhất trong tuần Đức giê hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ." Còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin, nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.